mắng chửi, cầm ghế dọa đánh bạn của con gái ở quán trà sữa. Cảnh lớn tiếng mắng chửi, thậm chí cầm ghế định đánh chàng trai mặc áo đen của người phụ nữ trong clip hiện bị nhiều dân mạng chỉ trích. Mẹ chửi bới, dọa đánh khi gặp con gái và bạn trong quán trà sữa. Người phụ nữ trong clip được cho là mẹ của nữ sinh áo xám. Khi bạn gặp con mình uống trà sữa với bạn sau giờ học, bà tức giận, lao tới dạy dỗ. Mới đây, các diễn đàn chia sẻ clip người phụ nữ liên tục to tiếng trong quán trà sữa, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, người phụ nữ khoảng 40 tuổi đội mũ bảo hiểm xông vào quán trà sữa đông khách, tỏ thái độ giận dữ, chửi bới một nam sinh đang ngồi tại đây, thậm chí người này còn vơ lấy một chiếc ghế định đánh chàng trai. Theo chủ nhân clip, người phụ nữ có vẻ là mẹ của nữ sinh mặc áo xám. Thấy con cùng bạn đi vào quán trà sữa sau giờ học, bà mẹ tức giận, lao đến dạy dỗ, đặc biệt nhắm tới nam sinh mặc áo đen được cho là bạn trai của con gái mình. Khi thiếu nữ chạy vào can ngăn, bà quay sang tát khiến cô bỏ chạy ra ngoài. Mãi tới khi có một nam thanh niên liên tục ngăn cản, sự hung hăng của người phụ nữ mới chấm dứt. Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận được hơn 3.000 like. Thích, nhiều dân mạng cho rằng cách xử sự của người phụ nữ không đúng, chưa bàn đến việc nam sinh và cô gái kia có làm gì sai hay không. Tức giận thế nào thì kêu con bé về nhà mà dạy bảo, tuổi đang lớn, tâm sinh lý đang phát triển nữa. Nó nghĩ quẩn một cái là hối hận không kịp. Làm cha làm mẹ khi thấy con mình không ngoan ai cũng tức, nhưng thế này thì cô sai rồi. Tài khoản Huyền Đinh nhận xét, đánh nhau, chửi nhau nên mang về nhà. Con sai, cha mẹ dạy là đúng nhưng đây là quán của người ta, còn người nọ, người kia nữa, chắc bác ấy giận lắm nên mới như thế. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng do thời gian gần đây có nhiều vụ việc đôi trẻ thân mật, thậm chí quan hệ ngay tại quán nước, được chia sẻ khiến bà mẹ lo lắng hoặc có nguyên nhân khác. Chắc đôi này bị cấm đoán từ trước rồi, hôm nay lén đi bị mẹ bắt gặp nên mới thế. Thu Hi En Le phỏng đoán, con bé đi uống nước với 4 tháng 5 bạn chứ có phải cùng bạn trai vào nhà nghỉ đâu mà bà mẹ lại làm sùm lên vậy. Dù có lo lắng hay muốn dạy dỗ thì hành động này cũng sai quá. Lê Thanh Nhàn viết, tuy nhiên, dù nguyên nhân có là gì, hành động của người phụ nữ trong clip vẫn khiến dân mạng lên án. Họ cho rằng cô gái áo xám đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý bất ổn, bị mắng chửi trước mặt bạn bè và khách trong quán như vậy sẽ rơi vào cảnh xấu hổ, rất dễ dẫn tới hành động tiêu cực sau này.